Chào quý vị và các bạn, cảm ơn quý vị và các bạn đã trở lại với Cadence Channel. Hiện giờ là ngày 13 tháng 4 năm 2021 và sau đây là bản tin của ngày hôm nay xin được gửi đến quý vị và các bạn. 40 tên bạo loạn đã bị bắt vào ngày hôm qua khi đối đầu với cảnh sát tại Brooklyn Center thuộc tiểu bang Minnesota. Đây là đêm thứ hai mà sự việc này đã xảy ra. Vào ngày thứ nhất thì thị trưởng của thành phố đã phải buộc áp dụng giờ giới nghiêm. Nhưng vào ngày hôm qua thì những tên bạo loạn này đã không vâng theo lời giới nghiêm và tiếp tục đối đầu với cảnh sát và hôi của sau 7 giờ tối. Hàng trăm người đã xuất hiện tại khu Brooklyn Center để đòi công lý cho Dante Wright, một người da đen đã bị cảnh sát bắn chết. Hiện giờ thì cảnh sát đã đưa ra danh tính của cô cảnh sát viên mà đã bắn chết Dante Wright. Cô cảnh sát viên này có tên là Kim Potter, 48 tuổi. Hiện giờ thì cảnh sát đã tạm thời cho cô nghỉ việc để tiếp tục điều tra. Theo như lời khai của cảnh sát trưởng thì đây chỉ là một vụ tai nạn vì cô ta đã muốn dùng súng điện thay vì súng ngắn và cô ta đã la lên súng điện nhưng lại dùng súng ngắn để bắn chết Dante Wright. Thường thì khẩu súng ngắn sẽ được để ở cái bên thuận của người dùng. Nếu người dùng thuận tay phải thì cái khẩu súng ngắn sẽ nằm ở bên phải, còn khẩu súng điện sẽ nằm ở bên trái. Còn ngược lại, nếu họ thuận tay trái thì khẩu súng ngắn sẽ nằm ở bên trái và súng điện sẽ nằm ở bên phải. Nhưng có thể là cô cảnh sát viên này khi đối mặt với tình trạng hỗn loạn như vậy thì cô ta đã dùng tay thuận của mình để rút ra súng ngắn và lại lầm tưởng nó là súng điện. Quý vị có thể xem cái video clip này và nghe thấy cô ta la lên là cô ta sẽ dùng súng điện và tỏ ra rất lo ngại khi cô ta đã bắn trúng Dante Wright bằng súng ngắn. Theo lời nói của Phó trưởng Cảnh sát Amelia Huffman thì ít nhất là 13 tên hôi của đã bị bắt. Vào tối ngày hôm qua thứ hai, ngày 12 tháng 4 năm 2021 thì 5 cơ sở thương mại đã bị những tên hôi của đột nhập để vơ vét sạch. Trong khi đó thì bà Kamala Harris đã đăng một cái tweet nói rằng gia đình của Dante Wright cần công lý và vết thương họ phải được chữa lành và những lời cầu nguyện cũng không đủ. Trong khi đó thì ông Obama nói lại thêm một người Mỹ đen bị bắn bởi tay cảnh sát. Bạo loạn không chỉ diễn ra tại tiểu bang Minnesota mà còn diễn ra tại thành phố Portland thuộc tiểu bang Oregon. Những người ở đây cũng đòi công lý cho Dante Wright và cảnh sát ở đây phải dùng hơi cay để giải tán đám đông vì có quá nhiều người tấn công cảnh sát. Còn ở tại Cali thì nhóm người Black Lives Matter và nhóm người White Lives Matter đã có một cuộc đụng độ sau cái chết của Dante Wright và cảnh sát cũng phải đến đây để dẹp loạn. Những kênh truyền thông cánh tả vẫn muốn che giấu sự thật và nói đây là những cuộc biểu tình ôn hòa. Nhưng có cuộc biểu tình ôn hòa nào diễn ra mà cảnh sát bị thương? Còn mấy khu thương mại thì bị trộm cắp bởi những tên hôi của. Những tên hôi của này thừa nước đục thả câu và họ chẳng có quan tâm gì đến cái chết của Dante Wright. Họ chỉ muốn dùng cái cơ hội này để hôi của mà thôi. Quý vị nghĩ sao về vụ việc này? Mong quý vị comment ở bên dưới. Cảnh sát Mỹ bắn chết người có thể là vì nhầm súng. Vụ nổ súng ở thành phố Brooklyn Center ở Mỹ hôm 11 tháng 4 dẫn tới cái chết của một thanh niên da màu 20 tuổi. Có thể đến từ việc cảnh sát đã rút nhầm súng lục thay vì súng điện. Theo AP, đoạn video thu được từ camera cá nhân của viên cảnh sát cho thấy cô có ý định sử dụng súng điện để bắt giữ thanh niên da màu Dante Wright, nhưng lại rút nhầm súng ngắn. Tôi sẽ dùng súng điện, viên cảnh sát liên tục hô vang khi người Dante Wright tìm cách bỏ trốn. Khi anh ta đã vào được xe hơi thì cô nổ súng. Trời ơi, tôi đã bắn anh ta. Đoạn video ghi lại tiếng kêu của viên cảnh sát sau tiếng súng. Ông Tim Gannon, cảnh sát trưởng thành phố Brooklyn Center, nói rằng vụ nổ súng này là tai nạn. Từ hình ảnh thu được từ máy quay và phản ứng của viên cảnh sát, tôi cho rằng đây là một tai nạn dẫn tới cái chết của ông Wright, ông khẳng định. Theo cơ quan y tế địa phương, nạn nhân tử vong do trúng đạn vào ngực. Ngày 11 tháng 4, thanh niên da màu có tên là Dante Wright bị cảnh sát bắn chết ở thành phố Brooklyn Center, tiểu bang Minnesota của Mỹ. Ban đầu, đây là một vụ dừng xe để kiểm tra giao thông. Sau đó, ba viên cảnh sát định bắt giữ anh theo lệnh của tòa án. Lệnh bắt giữ được đưa ra với cáo buộc Dante Wright chạy trốn khỏi cảnh sát sau một cuộc đụng độ vào tháng 6, cũng như sở hữu súng không có giấy phép. Một cuộc biểu tình đã nổ ra trước đồn cảnh sát thành phố Brooklyn Center, mặc dù lệnh giới nghiêm vào ban đêm đã được đưa ra. Brooklyn Center là thành phố nhỏ, nằm bên cạnh Minneapolis. Minneapolis cũng là nơi đang diễn ra vụ xét xử, vụ việc thanh niên da màu có tên là George Floyd bị cảnh sát đè chết vào tháng 5 năm 2020. Cái chết của George Floyd đã dẫn đến các cuộc biểu tình đòi quyền lợi cho người da màu cũng như phong trào Black Lives Matter với quy mô vượt ra ngoài biên giới nước Mỹ.
Ông Joe Biden đã kêu gọi người dân bình tĩnh. Chúng tôi hiểu sự tức giận và đau buồn của cộng đồng người da đen, nhưng điều này không thể biện hộ cho bạo lực và cướp phá, ông nói. Cảnh sát và vệ binh quốc gia đã được triển khai khắp khu vực Minneapolis để đề phòng các cuộc biểu tình sau cái chết của Wright trở thành bạo lực. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì một cụ bà Mỹ đã phải hầu tòa vì kỳ thị hàng xóm người gốc Việt. Văn phòng công tố viên hạt Kinh cho biết bà Jan Myers, một phụ nữ da trắng 72 tuổi, đang phải đối mặt với tội danh gây thù ghét đối với hàng xóm của mình là một người Mỹ gốc Việt. Nạn nhân trong vụ việc đã tố cáo bà Myers đã có những hành động thất thường và xúc phạm mình trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, sự việc lên đến đỉnh điểm khi ngày 5 tháng 4, những ngôn từ phân biệt chủng tộc của bà Myers đã trở thành các hành vi đe dọa. Người hàng xóm gốc Việt đã quay lại cảnh này và báo với cảnh sát. Theo đó, khi hàng xóm gốc Việt đang làm vườn thì bà Meyer gọi người này là mắt xích và hét lên rằng: "Này quý cô Việt Nam, cô sẽ không sống được bao lâu nữa đâu", thông tin tổng hợp của các công tố viên cho biết. Sau khi bị bắt giữ thì bà Meyer phủ nhận các tội danh của mình. Tuy nhiên, những điều bà nói hoàn toàn trái ngược với những gì được biểu hiện trong video. Hiện bà Meyer đã được thả tự do sau phiên xét xử sơ thẩm, nhưng sẽ phải tiếp tục trình diện trong phiên tòa buộc tội vào ngày 22 tháng 4. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh vấn nạn phân biệt chủng tộc nhắm vào người gốc Á đang làm giới chức Mỹ đau đầu trong thời gian vừa qua. Chỉ tính riêng hạt Kinh, kể từ đầu năm 2021 đến nay thì đã có 11 vụ phạm tội gây thù ghét, trong đó có 4 nạn nhân là người Mỹ gốc châu Á Thái Bình Dương. Hạt Kinh là một hạt bao gồm thành phố Seattle và Shoreline. Và vụ việc này đã xảy ra ở thành phố Shoreline thuộc tiểu bang Washington. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì tình hình an ninh đáng lo ngại tại Mỹ, 3 vụ thảm sát xảy ra trong một ngày. Cảnh sát Mỹ tìm thấy thi thể của 3 trẻ em với những vết dao đâm tại một căn hộ ở Los Angeles cùng ngày. Cũng đã xảy ra 2 vụ xả súng tại tiểu bang Missouri và tiểu bang Utah gây nhiều thương vong. The Hill và Tân Hoa Xã đưa tin một người thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong một vụ xả súng ngày 10 tháng 4 tại một cửa hàng tiện lợi ở tiểu bang Missouri. Nhà chức trách xác nhận rằng một nghi can 28 tuổi đã bị tạm giam do liên quan đến vụ xả súng này xảy ra tại Coscomon, một thị trấn giáp ranh với tiểu bang Arkansas. Hiện chưa rõ tình trạng của 3 nạn nhân bị thương, song nhà chức trách cho hay một trong số họ đã được đưa đến bệnh viện địa phương bằng đường hàng không. Đây là vụ mới nhất trong một loạt vụ xả súng làm rung chuyển nước Mỹ. Trước đó, sáng ngày 10 tháng 4 giờ địa phương thì 2 viên cảnh sát đã bị thương trong vụ nổ súng bên ngoài văn phòng cảnh sát trưởng tại hạt Salt Lake, tiểu bang Utah của Mỹ. Kẻ nổ súng đã bị bắn hạ tại hiện trường. Ông Joe Biden công bố các biện pháp kiểm soát súng đạn có giới hạn. Cảnh sát cho hay vụ nổ súng xảy ra khoảng 10 giờ 30 phút ở khu vực phía bắc nơi đậu xe của văn phòng cảnh sát gần một trạm dừng xe bus. 2 sĩ quan đã bị thương thuộc đội an ninh có nhiệm vụ giám sát văn phòng và khu vực xung quanh gần nhà tù của hạt này. Cách trung tâm thành phố Salt Lake 10 km về phía nam, nhà tù đã bị phong tỏa sau vụ nổ súng. Trong một diễn biến khác thì 3 trẻ em được tìm thấy đã chết với những vết thương do dao đâm tại một căn hộ ở Los Angeles, Mỹ vào sáng ngày 10 tháng 4. Cụ thể, bà của 3 trẻ em này phát hiện các nạn nhân tại căn hộ ở khu 8000 đại lộ Reseda, cả 3 trẻ em dưới 3 tuổi. Cảnh sát đã bắt được hung thủ và hiện giờ thì cậu ta đang ở trong tù. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì kẽ hở của luật Mỹ đã khiến cho 300.000 trẻ em rơi vào nạn tảo hôn. Kể từ năm 2000 đến nay, có gần 300.000 trẻ em dưới 18 tuổi đã đăng ký kết hôn tại Mỹ. Trong đó có nhiều trường hợp chỉ mới 10 tuổi, đáng lẽ ra phải khép vào tội ấu dâm nhưng lại hợp pháp tại nước này. Trường đại học McGill và Unchained Atlas, một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập để chấm dứt nạn tảo hôn, đã công bố một nghiên cứu gây sốc về tình trạng kết hôn sớm ở Mỹ. Theo đó, thì kể từ năm 2000 đến nay, có gần 300.000 trẻ em Mỹ dưới 18 tuổi đã kết hôn sớm. Trong đó có đến 60.000 trường hợp lẽ ra phải khép vào tội ấu dâm. 12% các cuộc hôn nhân kể trên là hợp pháp, theo luật của tiểu bang,
nhưng không cho phép việc quan hệ tình dục trong hôn nhân khi một trong hai người chưa đủ tuổi. Tuy nhiên, 88% trường hợp còn lại thì cho phép thực hiện hành vi dâm ô với trẻ em nếu đã kết hôn theo luật ngoại lệ của tiểu bang. Giấy kết hôn đã trở thành công cụ để những kẻ ấu dâm thực hiện hành vi đồi bại. Điều này đã khiến nhiều trẻ em rơi vào cuộc khủng hoảng tâm lý vì kết hôn sớm. Chloe Rockwell là cô gái 21 tuổi sống tại Idaho, là một trong những nạn nhân của nạn tảo hôn. Cô cho biết, tôi kết hôn vào năm 16 tuổi, khi đó chồng cũ của tôi đã thuyết phục tôi kết hôn để hợp thức hóa đứa trẻ trong bụng tôi. Điều này sẽ giúp hắn, lúc ấy được 22 tuổi, được miễn tội thực hiện hành vi dâm ô với trẻ vị thành niên, vì luật ở đây là thế. Rockwell đã bị bạo hành cả về thể xác lẫn tinh thần trong thời gian chung sống và sau đó đã quyết định ly hôn chỉ mới 20 tuổi. Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định kết hôn trước 18 tuổi là hành vi lạm dụng nhân quyền. Vấn nạn này sẽ cướp mất cơ hội được phát triển bình thường và học hành của trẻ, đồng thời là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng tình trạng bạo lực gia đình. Nhưng những kẽ hở trong luật pháp ngoại lệ của nhiều tiểu bang khiến đất nước hiện đại bậc nhất thế giới cũng chứng kiến nạn tảo hôn nhức nhối. Hiện nay tảo hôn vẫn được xem là hợp pháp ở 46 tiểu bang của Mỹ. Một số tiểu bang thậm chí còn không quy định độ tuổi kết hôn tối thiểu. Dẫn đầu trong chiến dịch chống nạn tảo hôn là 4 tiểu bang: Delaware, New Jersey, Pennsylvania và Minnesota. Vào 3 năm trước, các tiểu bang này đã chính thức ban hành luật chấm dứt các cuộc hôn nhân trước 18 tuổi. Các dự luật giải quyết nạn tảo hôn cũng đang chờ xử lý ở 12 tiểu bang khác, nhưng một số nơi đã bị đình trệ. Chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi Cadence Channel từ đầu cho đến cuối. Mong quý vị nhấn nút like để video này được phổ biến nhiều hơn trên YouTube. Và mong quý vị nhấn cái chuông bên phải của nút subscribe nếu quý vị đã bấm subscribe rồi. Mọi ý kiến và đóng góp mong quý vị comment ở bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại.